Liên Hiệp Quốc hôm 30 tháng 8 lên án việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ngang qua Nhật Bản và yêu cầu Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình vũ khí, nhưng không đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới. Truyền thông Bắc Triều Tiên hôm 30 tháng 8 nói, đây là lần đầu tiên lãnh tụ Kim Jong-un hạ lệnh phóng tên lửa từ thủ đô Bình Nhưỡng và tuyên bố sẽ phóng thêm tên lửa vào Thái Bình Dương khi cần thiết. KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói, vụ phóng tên lửa đạn đạo vừa rồi như trong một cuộc chiến tranh thực sự, là bước đầu tiên trong chiến dịch quân sự của quân đội nhân dân Triều Tiên ở Thái Bình Dương. Đây là một bước đầu có ý nghĩa để vây hãm đảo Guam. Bắc Triều Tiên trong tháng này dọa bắn 4 tên lửa về vùng biển gần đảo Guam, hòn đảo có sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump nói Bắc Triều Tiên sẽ phải đối mặt với lửa thịnh nộ nếu đe dọa Hoa Kỳ. Trong khi đó, cơ quan phòng thủ tên lửa thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loan báo đã thực hiện thành công một vụ phóng thử nghiệm tên lửa chắn phi đạn phức tạp ở Hawaii vào sáng sớm 30 tháng 8, đánh chặn được mục tiêu là một phi đạn đạn đạo tầm trung.